Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người hãy bấm like đi ạ. Vâng, xin chào, xin chào. Đúng rồi, thưa quý vị và các bạn, thì sau trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 2 V-League 2020 trên sân Thống Nhất thì các cầu thủ của Thanh Hóa đều ổn định các bạn nhé, đặc biệt là trung vệ Epasi. Trung vệ Epasi đã bị thay ra bất đắc dĩ trong hiệp 1, cuối hiệp 1 trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã bị chảy máu rất là nhiều. Và ngay sau khi thay ra thì anh đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng rồi sau đó thì rất là may là cái vết thương của Epasi không quá nặng, chỉ có chảy máu nhiều thôi, và sau đó được bác sĩ băng bó lại cẩn thận và Epasi đã trở lại bình thường rồi. Vấn đề của Epasi thì không có vấn đề gì cả. Mà đặc biệt là lúc này thì còn Trọng Hùng thì bây giờ là cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương rồi nhá. Đúng rồi, hôm nay thì nay mình lên đây thì mình thông báo với tất cả quý vị và các bạn này nè. Ray Tanda, tiền đạo Tanda đã chính thức rời Thanh Hóa và đến Đà Nẵng. Còn tiền đạo Philippe Encia từ Đà Nẵng đá cho Thanh Hóa thay vị trí của Tanda. Và Tanda đã thay vị trí của Philippe Encia ở Đà Nẵng. Có thể nói đây là một vụ trao đổi mà tôi nghĩ là nó rất là có lợi cho Thanh Hóa. Ray Tanda trong hai trận đấu vừa qua thì ở chơi ở mức tròn vai thôi. Trong trận đấu đầu tiên gặp Hải Phòng trên sân nhà thì Ray Tanda đã có một đường chuyền rất là thuận lợi cho Lê Văn Thắng. Nhưng mà tiếc rằng là Lê Văn Thắng lại dứt điểm trúng cột dọc. Ở trận đấu thứ hai gặp Thành phố Hồ Chí Minh thì Ray Tanda cũng có một cú sút nhưng mà đã bị thủ thành Thanh Thắng cản phá. Lê Phi Hùng ơi, bây giờ thì V-League tạm nghỉ đến cuối tháng 3 và chưa có lịch thi đấu nhé. Chưa có lịch thi đấu bởi vì là dịch Covid-19 đang rất là phức tạp. Cho nên là ban tổ chức chưa có lịch thi đấu cụ thể ở vòng 3. Đúng rồi, Tuấn Hoàng, em là fan của Hải Phòng, chào anh. Ok, xin chào em. Đúng rồi, là rất là mong ngoại binh của Thanh Hóa sẽ hòa nhập tốt. Bởi vì có một những cái thông số như sau này. Tiền đạo Philippe Encia là người Pháp nhá, năm nay 26 tuổi và cao 1m86. Anh trước đây trong cái hồ sơ đó thì mình thấy là trước đây là Philippe Encia từng tập trẻ cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain nhé các bạn nhé. Từng tập tại Paris Saint-Germain. Đúng rồi, cái ông mà ông Philippe Encia mà cái ông mà ngay từ vòng 1 đá với Đà Nẵng á thì ông ấy bị thay ra nhưng mà không bắt tay với Huỳnh Đức á. Nói chung là có một cái gì đó khúc mắc với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ông này thì được Đà Nẵng chấm ngay từ đầu rồi, nhưng mà có lẽ là do cái thái độ hoặc là do cái sự không hợp tác của anh ấy thôi, cho nên Đà Nẵng quyết định là không hợp tác với anh ấy nữa. Trọng Hùng thì bây giờ là coi như đã hoàn toàn bình phục chấn thương rồi nhá. Tiền đạo Trọng Hùng đã hoàn toàn bình phục chấn thương rồi. Lẽ ra là cái chuyến đi Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam ấy, thì Trọng Hùng sẽ đá ở trận đấu với Quảng Nam ấy, nhưng mà cái trận đấu này đã bị hoãn lại. Chính vì thế mà bây giờ hiện tại thì Trọng Hùng đã hoàn toàn bình phục chấn thương rồi. Bạn Hà Phạm là bạn nào nhỉ? Bạn Hà Phạm, xong rồi mình đang live stream mà bạn ấy gọi nhỉ? Đúng rồi, anh Quang Nam, đội hình của mình rất là tốt, mọi cầu thủ chơi rất là tốt, nhưng mà chỉ tội là không may mắn và trọng tài thôi. Nếu như hai trận đấu vừa qua thì lẽ ra Thanh Hóa đều hòa cả. Hòa không đều với Hải Phòng hoặc là một đều với Hải Phòng và không đều với Thành phố Hồ Chí Minh thì nó là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nhưng mà thôi, cái việc gì qua thì chúng ta cho qua. Bây giờ chúng ta nên hướng tới những trận đấu tới. Và Thanh Hóa vào lúc 17 giờ chiều hôm nay thì các ngoại binh đã được chốt và Thanh Hóa quyết định trao đổi với Đà Nẵng về vị trí tiền đạo. Tanda sẽ chuyển sang câu lạc bộ Đà Nẵng và tiền đạo Philippe Encia sẽ đá cho Thanh Hóa. Vâng, em biết anh Nam ơi, em biết mà, em like mấy lần và anh cũng đều vào xem mà, em biết anh mà. Mọi người xem cái clip của mình thì xin hãy ấn nút like và share đi.
Còn bạn nào chưa đăng ký thì xin đăng ký kênh của mình nhé. Xin đăng ký kênh của mình để chúng ta tương tác nó dễ dàng hơn. Và ngày mai hoặc là khi nào đội tập á, thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sang sân vận động quay cận cảnh tiền đạo Philippe Encia cho các bạn cùng xem nhé. À, không, bạn là Park Hanser Phách ơi, thực ra là thế này này, theo quy định của VPF á, thì sau vòng đấu thứ hai, tức là vào ngày 18 tháng 3, các đội sẽ chốt ngoại binh. Và đúng cái ngày này thì sau hai vòng đấu thì các câu lạc bộ đã chính thức chốt ngoại binh và Thanh Hóa cũng chốt ngoại binh. Chứ không phải là coi như là mùa giải mới bắt đầu là coi như là chúng ta ngoại binh chốt từ đầu đâu, không phải đâu. Tất cả các năm đều như thế. Để cho các câu lạc bộ là có thử nghiệm ngoại binh. Bởi vì ngoại binh lương người ta nó cao hơn. Chính vì thế mà các câu lạc bộ đều phải có một ngoại binh ưng ý. Đúng rồi, tiền đạo Philippe Encia có chiều cao là 1m86 và rất là khỏe, năm nay mới 26 tuổi thôi. Từng tập tại đội trẻ Paris Saint-Germain các bạn nha. Thực sự thì hồ sơ rất là tốt. Cầu thủ này đã được Lê Huỳnh Đức chấm từ đầu mùa giải. Và tôi nghĩ rằng là chắc chắn là cái năng lực của anh ta như thế nào thì Lê Huỳnh Đức với chấm. Còn Tanda thì cũng rất là hợp với lối chơi phòng thủ phản công của Thanh Hóa. Nhưng mà thực ra là coi như là sợ là nó không hợp phong thủy sao á. Nó không đúng phong thủy cho nên là hai đội trao đổi với nhau. Đà Nẵng thì quyết định lấy Tanda. Tanda cũng có những cái tố chất mà Lê Huỳnh Đức thích. Chính vì thế mà Lê Huỳnh Đức đã quyết định đưa Tanda về với Đà Nẵng. Còn Philippe Encia do bất đồng với Lê Huỳnh Đức nên đã quyết định chia tay Đà Nẵng và đến với Thanh Hóa. Tôi nghĩ là đây là một cuộc trao đổi mà tôi nghĩ là cả bốn bên đều có lợi. Encia cũng có lợi là được thi đấu, Tanda cũng có lợi là được thi đấu, và Đà Nẵng cũng cùng với Thanh Hóa là đều cảm thấy là mình đổi gió, đổi tiền đạo đi để có sự gặp may mắn hơn trong những vòng đấu tới. Tôi nghĩ là đây là một cuộc trao đổi mà có lợi cho cả bốn bên. Tôi nghĩ là cuộc trao đổi này là rất là thành công. Và trao đổi cuộc này là nó có lợi cho cả bốn bên. Tanda, Philippe, Encia, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Tanda đi Đà Nẵng nhá, Tân Vlog. Tanda chính thức đi Đà Nẵng. Vào lúc 17 giờ chiều hôm nay thì VPF đã chốt ngoại binh. Chốt ngoại binh thì Đà Nẵng và Thanh Hóa là hai câu lạc bộ trao đổi ngoại binh cho nhau. Đúng rồi, Victor Mansaray sang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh các bạn nhé. Thực ra là cái mẫu tiền đạo Victor Mansaray, bạn đấy có sức khỏe, sự càn lướt. Nhưng mà về cái vấn đề tiền đạo cắm thì bạn lại không sắc bén. Chớp thời cơ thì bạn không bằng Tanda được. Về sức khỏe và về sự tì đè thì bạn ấy tốt hơn Tanda. Nhưng mà về chớp thời cơ và dứt điểm ở cự ly những cái ấy thì không bằng Tanda được. Tanda các bạn cứ giống như tiền đạo kiểu là chấp thời cơ ghi bàn á. Cái mặt sân xấu các bạn, mặt sân xấu thì cái này phải có thời gian bạn ơi. Thực ra là cái sân Thanh Hóa là cái sân sử dụng nhiều nhất tại V-League. Các bạn nên nhớ rằng này, đây là tôi nói một lần cuối cùng để cho các bạn đừng có chê cái mặt sân Thanh Hóa xấu nữa này. Thực ra ai chẳng muốn mặt sân Thanh Hóa đẹp. Nhưng mà mặt sân Thanh Hóa là mặt sân dùng để vừa thi đấu và vừa luyện tập. Chính vì thế mà cỏ nào cho nó lại được. Cho nên là các bạn đừng có mà cứ chê này chê kia nữa, đừng có chê. Đúng rồi, Josip Balik thì cái trận đầu tiên đá thì cũng ở mức tròn vai thôi. Nhưng mà trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi nghĩ là Josip Balik là một trong những cầu thủ đá rất là hay, năng động, chạy rất là nhiều. Phi Lê ơi, Epasi đã khỏi rồi nhá. Bởi vì vết thương trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi đứng rất là gần chỗ Epasi khi mà anh bị chấn thương á. Anh ấy quả va chạm đầu tiên á, là anh bị chấn thương chảy máu rồi. Nhưng mà sau đó là băng bó nó không được chắc hay là làm sao á. Sau đó anh tiếp tục va chạm quả thứ hai nữa thì cái vết thương của anh ấy đã nó to thêm và máu chảy nhiều hơn. Đầu tiên thì Epasi không muốn mình bị thay đâu, bởi vì đối đầu với đội bóng cũ mà. Nhưng mà sau đó máu chảy nhiều quá và được sự khuyên nhủ của ban huấn luyện thì Epasi chính thức rời sân. Thực ra là Epasi trận đấu chơi rất là máu lửa, bởi vì gặp lại đội bóng cũ, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Epasi từng thi đấu.
Chính vì thế mà Epasi chơi rất là máu lửa, mặc dù đá ở vị trí trung vệ nhưng mà những quả phạt góc hay là những quả đá phạt Epasi đều lên tấn công. Có thể thấy là Epasi là một cầu thủ chơi rất là máu lửa khi gặp lại đội bóng cũ. Rất tiếc là anh đã phải ra sân bất đắc dĩ. Các bạn thấy lối chơi của Thanh Hóa trong hai trận đấu vừa qua như thế nào ạ? Nói chung là lối chơi của huấn luyện viên Fabio Lopez được giới chuyên môn đánh giá rất là cao. Lối chơi phòng ngự đầy khoa học. Chúng ta thấy là những bàn thua của Thanh Hóa, hai bàn thua vừa rồi đấy, hầu như là không phải là lỗi của hàng phòng ngự. Hàng phòng ngự của Thanh Hóa đều tổ chức rất là tốt. Hy vọng rằng là coi như là việc chia tay Tanda và kết duyên cùng với Philippe Encia sẽ giúp cho hàng công của Thanh Hóa thi đấu thăng hoa. Bên cạnh Hoàng Vũ Samson, Lê Văn Thắng, Đình Tùng và trận đấu tới chắc chắn là Trọng Hùng sẽ trở lại, thì hàng công của Thanh Hóa có rất là nhiều sự lựa chọn. Mình cũng xin nhắc gần 100 bạn đang xem nhé, là coi như là bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh cho mình nhé. Bởi vì là kênh của mình thì mới được đủ người phát trực tiếp được mấy ngày nay thôi. Cho nên là chúng ta tiếp tục nhấn đăng ký kênh để cho cái kênh của chúng ta, cái kênh giao lưu và cái kênh này chúng ta ngày một đông hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng có được những cái clip hoặc là có những thông tin gì mới chúng ta dễ dàng xem hơn. Tuyến giữa của Thanh Hóa yếu hả? Tuyến giữa của Thanh Hóa thực ra là này này. Tuyến giữa Thanh Hóa thì Josip Balik đánh chặn, đóng vai trò đánh chặn, kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Còn Hữu Dũng và Lê Ngọc Nam thì đóng vai trò là coi như là vừa kiến thiết lối chơi và tranh cướp bóng. Chúng ta chơi theo kiểu Italia, chứ không phải là chúng ta chơi thiên về phòng thủ. Chứ không phải là chúng ta hai trận đấu vừa qua, chứ không phải là chúng ta chơi thiên về tấn công mà hàng tiền vệ cầm được bóng. Ok, xin chào Nguyễn Văn Đức nhá. Xin chào Nguyễn Văn Đức đẹp trai. Cái lối chơi của Thanh Hóa là thiên về của Italia chứ không phải là thiên về Tây Ban Nha. Cho nên là các bạn thấy là cái hàng tiền vệ đó nó không có được nhiều bóng cầm bóng, mà đó là không được phép cầm bóng. Đó. Các bạn hiểu là như thế. Hàng tiền vệ không được phép cầm bóng lâu. Có bóng là chuyền. Chính vì thế mà đôi khi là do bề mặt sân xấu này, hoặc là do về cái vấn đề đối thủ nó nặng hơn mạnh hơn mình này. Nhưng mà thực ra là qua hai trận đấu vừa qua thì chúng ta thấy là coi như là Thanh Hóa tạo ra nhiều cơ hội hơn so với Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, rất là nhiều cơ hội. Các bạn thấy trận vừa qua đấy, đây là các bạn vào tất cả các trang báo đều nói là Công Phượng hầu như là tắt điện trước hàng thủ của Thanh Hóa. Đấy. Còn Hải Phòng là thắng may, Thành phố Hồ Chí Minh thắng vừa may mà lại vừa có sự hậu thuẫn của trọng tài. Đó. Như Công Phượng, các bạn cứ đôi khi là những cái fan cứng, fan cuồng của Công Phượng cứ khen bạn Công Phượng, chứ trận vừa qua tôi ngồi dưới sân thấy Công Phượng chỉ được cái múa máy một hai đường ấy thôi, chứ cần về hiệu quả không có. Đúng rồi. Đúng rồi, những cú đá, đúng rồi anh Quang Nam ơi, những cú đá phản góc của Hữu Dũng hoặc là những cú đá phạt của Hữu Dũng rất là tốt. Nói chung là cái tỷ lệ nguy hiểm của những cú đá của Hữu Dũng là rất là tốt. Các bạn cứ xem lại, một nữa là các bạn vào trang đài truyền hình Thanh Hóa TTV ấy, là có ấy, thì các bạn xem lại đi. Những cú đá nguy hiểm của Thanh Hóa hầu như là xuất phát từ chân của Hữu Dũng, Josip Balik đều là những cú đá phạt hoặc là những cái tình huống cố định. Phản góc hoặc là những cú đá phạt rất là nguy hiểm. Còn Ngọc Nam thì cũng chơi rất là năng nổ. Ngọc Nam chơi rất là nhiệt tình. Bảy Bùi ơi, tất cả mình nói rồi, kém sáng tạo hay không biết, nhưng mà đây là Thanh Hóa đang chơi theo kiểu lối chơi của ông Lopez, nghiêng thiên về lối chơi của Italia. Hàng tiền vệ không phải là sáng tạo nhiều, mà là cần sự nhiệt tình, cần sự nói chung là cầu nối tốt được với các tuyến là ok rồi. Đây là lối chơi của ông Lopez mà. Mà qua hai trận đấu vừa qua thì giới chuyên môn cũng như là các huấn luyện viên của đội bạn đều đánh giá rất cao huấn luyện viên Lopez của Thanh Hóa. Trọng Hùng bị chấn thương, bây giờ Thanh Diệp giúp Thanh Hóa yên tâm về hàng thủ. Đúng rồi, bạn
Thanh Diệp, tôi nói về Thanh Diệp nhá. Tôi nghĩ là khi mà Thanh Hóa mà cầm chân được Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 93 phút vừa qua thì Thanh Diệp có công rất là lớn. Thanh Diệp là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Thanh Hóa, tốt nhất trận đấu vừa rồi. Và anh được bình chọn là thủ môn có pha cứu thua ngoạn mục nhất tại vòng 2 V-League. Các bạn nhớ cú đá của Alex ở góc hẹp bằng chân trái, chân sở trường của Alex nhá, mà đã được Thanh Diệp tung người đẩy bóng ra. Các bạn xem lại cái tình huống đó đi. Các bạn vào trang kênh của kênh Thanh Hóa, kênh TTV Thanh Hóa đấy, mình mới up lúc các bạn bên tổ web mới up tối hôm qua. Thanh Diệp đã tung người đẩy được cú đá của Alex nhé. Mà Alex này là một trong những cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á. Đúng rồi, Thanh Diệp ra vào rất là hợp lý. Thanh Diệp thì không phải chê Thanh Diệp, bởi vì là thứ nhất anh đã có kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm chinh chiến rồi. Và anh chỉ huy hàng thủ rất là tốt. Tôi thì được có cái may mắn là đứng đằng sau Thanh Diệp, tôi tác nghiệp đứng đằng sau cầu môn của Thanh Diệp á. Thấy rất là anh chỉ huy hàng thủ cũng như là nhắc nhở đồng đội rất là hợp lý. Chỉ tiếc rằng là hai bàn thua vừa rồi là không phải có lỗi của hàng thủ và không phải có lỗi của Thanh Diệp, mà chỉ do Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng có sự may mắn và có sự hỗ trợ của trọng tài thôi. Thanh Diệp bắt bóng bổng hơi kém, bạn nhầm rồi. Những cú ra vào của Thanh Diệp và bóng bổng của Thanh Diệp đều rất là tốt. Những cú nào, những quả nào mà Thanh Diệp bắt không dính là do đối phương phạm lỗi. Hầu như là đối phương phạm lỗi với Thanh Diệp, là những quả mà anh bay người anh bắt là bị nhả bóng ra ngoài là do đối phương phạm lỗi. Thanh Diệp thì năm nay tầm khoảng 30, anh sinh năm 90 phải. Thanh Diệp năm 90. Đội có Đình Tùng là nhiều tuổi nhất, là coi như là Đình Tùng năm 88, Lê Văn Thắng 90, Thanh Diệp 90. Hoàng Vũ Samson đá tiền đạo cắm thì tôi nghĩ là nó không khả thi vào lúc này. Bởi vì nếu Hoàng Vũ Samson mà đá cánh thì vị trí tiền đạo cắm của Thanh Hóa thì giao cho ai? Còn đá cánh thì bây giờ ngoài Đình Tùng, Văn Thắng, có Trọng Hùng nữa, mà Trọng Hùng chấn thương rồi, thì bây giờ Hoàng Vũ Samson sẽ đảm nhiệm cánh, và khi mà có cơ hội thì mình sẽ bó vào trong ghi bàn. Cái đó là vị trí sở trường của Hoàng Vũ Samson đấy chứ. Trận vừa rồi thì Thanh Hóa chủ động chơi phòng ngự mà, cho nên là Hoàng Vũ Samson lùi sâu là phải thôi, bởi vì là anh sẽ là tích cực hỗ trợ phòng ngự. Các bạn cứ đừng có thấy trận này vừa rồi là phòng ngự là coi như là mình là đã kém nha. Đấy là chiến thuật của huấn luyện viên đấy. Chiến thuật của huấn luyện viên. Đó, đấy mới đếm con. Đấy, đứng sao. Đếm mới con. Để đó đấy. Không có mà. Để đó đấy. Đứng để đó. Đấy. Cái trận Thành phố Hồ Chí Minh thì đội hình Thanh Hóa đều là bố trí thấp mà. Cho nên Hoàng Vũ Samson thì làm sao mà lên được. Hoàng Vũ Samson cái cánh đó lại còn hỗ trợ cho Hoàng Dương. Hỗ trợ cho Hoàng Dương bên cánh phải. Chính vì thế mà làm sao mà đá cao mình có cơ hội tấn công với đá cao, chứ còn mình đang đá thủ thì làm sao mà lên cao được. Đúng rồi, vòng 3 Thanh Hóa sẽ đá với Quảng Nam nhưng mà chưa có lịch chính thức nhá. Bởi vì là ban tổ chức đang chờ xem cái diễn biến dịch Covid như thế nào. Thực ra là cái dịch Covid này thì nó gây trở ngại cho nền kinh tế này, các hoạt động thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật này. 99 bạn đang xem này, các bạn hãy ấn like hộ mình với. Và chúng ta, bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh. Đúng rồi, Epasi thì đã thì khỏi phải nói rồi, Epasi nhiệt tình. Epasi bạn ấy bị thương ở đầu, sau đó là có những cái tình huống sau đó bạn ấy lẽ ra bạn đánh đầu được, nhưng mà cuối cùng là bạn ấy tránh đánh đầu và bạn ấy tung người, tung chân lên bạn ấy cản phá. Các bạn cứ xem lại cái phần highlight, các bạn vào đài Thanh Hóa, truyền hình Thanh Hóa TTV, các bạn xem lại cái highlight của mình. Và biết được là xem là coi như là những cái tình huống trên sân như thế nào. Chứ còn thực ra là qua hai vòng đấu thì mình cảm thấy là câu lạc bộ Thanh Hóa mùa giải năm nay là đá rất là tốt, nhưng mà không gặp may mắn thôi. Không gặp may, đá rất là tốt, không gặp may do trọng tài. Trọng Hùng thì cái đợt chấn thương ở SEA Games vừa rồi đó, về rách cái phần tí đùi á, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn bình phục chấn thương rồi. Lẽ ra là nếu như trận Quảng Nam mà không hoãn thì chắc chắn là Trọng Hùng sẽ đá.
Đúng rồi bạn Trần Vũ Hoàng ơi, Tanda chưa hẳn đã kém. Bởi vì mình không nói Tanda đã kém mà hai trận đấu vừa qua Tanda chỉ ở mức tròn vai và hầu như là coi như anh đã cũng có một đường truyền cho Văn Thắng sút trúng cột dọc và một cú sút tung một cú sút vào về khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thủ môn Thanh Thắng đã xuất sắc cản phá. Tanda thì nói chung là anh ấy cần thời gian để hòa nhập tốt với lối chơi của Thanh Hóa. Tanda thì cần thời gian, chứ còn cái mẫu tiền đạo của Tanda rất là nhanh. Anh Tanda anh rất là nhanh, chiều cao tốt. Cái mẫu tiền đạo của Tanda là nói chung là được huấn luyện viên, rất là nhiều huấn luyện viên chấm đó. Tiền đạo không cần phải rườm rà, có cơ hội dứt điểm ngay. Xin chào Lê Trung Huy Hiếu nhé. Ngoại binh mới là coi như là tiền đạo ấy, mang tên là Philippe Ncia, mang quốc tịch Pháp, sinh năm năm nay bạn ấy 26 tuổi. Đúng rồi, hàng thủ Thanh Hóa thì khỏi phải chê rồi. Hàng thủ của Thanh Hóa là Văn Đại với Epasi thì rất là tốt. Và Minh Tùng khi vào sân trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh cũng chơi rất là tốt. Minh Tùng vào sân chơi rất là tốt, mà đặc biệt năm nay thì mình cảm thấy rất là ấn tượng với Hoàng Thái Bình. Bạn ấy người nhỏ con, nhiệt tình, chơi nhiệt tình. Cái trận vừa rồi thì cản phá Công Phượng rất là nhiều, Công Phượng gặp khó khăn rất là nhiều khi mà đối đầu với Hoàng Thái Bình. À, anh Nam ơi, đội chắc là hiện nay thì dịch Covid-19 đang bùng phát rất là dữ dội nhá. Chính vì thế mà ban huấn luyện câu lạc bộ Thanh Hóa đã quyết định là coi như là không cho các cầu thủ xả trại, mà là các cầu thủ phải tập trung ngay tại câu lạc bộ luôn để phòng chống dịch Covid-19. Lỡ không may có một cầu thủ nào đó đi và bị cách ly hoặc là bị dính với một người nào đó bị dính Covid-19 ấy, thì chắc chắn là cả đội sẽ bị cô lập hoặc là bị cách ly. Chính vì thế mà ban huấn luyện và chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa là quyết định là coi như là đóng cửa tập kín, tập không cho cầu thủ xả trại. Quyết định không cho xả trại nhá. Thứ nhất là coi như là hiện nay thì cái ban chủ nhiệm phòng chống dịch Covid-19 đang có một cái thông điệp rất là hay là coi như là chúng ta yêu Tổ quốc thì chúng ta nên đứng im. Đó, chúng ta hạn chế tụ tập nơi đông người, hạn chế đi lại. Có một cái thông điệp rất là hay, chúng ta yêu Tổ quốc lúc này thì chúng ta nên đứng im. Đứng im đi để ban từng cái chỗ mà phòng chống dịch Covid-19 đã có những cái cách ly khoanh vùng những cái đối tượng mà bị tình nghi. Đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay là tôi lên đây tôi chốt lại hai vấn đề với các bạn này. Coi như là Gramot đó. Gramot giờ không đá cho ai nữa, không đá cho câu lạc bộ nào cả. Đúng rồi, Gramot trưởng đoàn, Gramot bây giờ là không đá cho câu lạc bộ nào cả. Không, Thanh Hóa không đá Gia Hữu luôn nhá. Bởi vì là bây giờ là coi như là ngày 18 rồi. Còn tầm khoảng 10 ngày nữa là có cái thông báo chính thức của VPF. Nếu như thông báo chính thức thì bắt đầu đầu tháng 4 là Thanh Hóa bắt đầu là vòng 3 bắt đầu diễn ra rồi. Ngoại binh mới là đá vị trí tiền đạo cắm bạn nhá. Các bạn lên sau các bạn ấy là bây giờ là coi như là vị trí tiền đạo cắm giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng là trao đổi với nhau. Tiền đạo Gray Tanda của Thanh Hóa chính thức chuyển sang thi đấu cho Đà Nẵng. Còn tiền đạo Philippe Ncia của Đà Nẵng chuyển sang thi đấu cho Thanh Hóa. Đúng rồi Duy Ngô. Tanda đến Đà Nẵng nhá. Trong cái thời điểm mà cái vị trí tiền đạo luôn luôn là coi như là rất là nóng bởi vì rất là khó tìm những cái tiền đạo cắm thì tôi nghĩ là cái cuộc trao đổi này là nó thuận cho cả bốn bên. Nó được việc cho cả bốn bên. Cả tiền đạo Tanda, Philippe Ncia cũng như là Thanh Hóa và Đà Nẵng. Biết đâu Tanda đến Đà Nẵng thì lại tỏa sáng. Còn Ncia đến Thanh Hóa lại bùng nổ. Bóng đá không biết đâu được các bạn ạ. Bóng đá không biết đâu được. Tiền đạo Ncia thực ra là coi như là Đà Nẵng rất là thích cái mẫu tiền đạo Ncia này. Nhưng mà anh ấy có một cái nói chung là
vô kỷ luật với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Chính vì thế mà anh nó chia tay thôi, chứ thực ra không phải là vì lý do chuyên môn. Vì lý do chuyên môn cho nên là chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của ban huấn luyện câu lạc bộ Thanh Hóa. Đúng rồi, Văn Nam đến Bình Định, Văn Nam Bùi Văn Hiếu đến Bình Định bạn nhé. Văn Nam Bùi Văn Hiếu là học trò ruột của huấn luyện viên Đức Thắng mà. Văn Nam Bùi Văn Hiếu đến Bình Định mà thực ra là cái giải hạng nhất năm nay không biết có tổ chức được hay không. Bởi vì cái dịch Covid-19 này nó rất là phức tạp. Ngoại binh mới thì thực ra là các bạn phải nên tưởng tượng thế này này. Hầu như tất cả các cầu thủ da màu á, người ta rất là cá tính, người ta rất là nóng tính. Các cầu thủ da màu hầu như là như thế. Còn những cầu thủ nào mà sang Việt Nam mà thi đấu nhiều rồi, biết cái văn hóa Việt Nam, biết văn hóa Việt Nam và người ta biết cái chỗ người bản địa rồi, người ta kìm hãm lại thôi. Chứ còn thực ra giống như Pape Oma hoặc Hoàng Vũ Samson ấy, sang Việt Nam rất là nhiều rồi. Nhưng mà đó là cái tính khí của hai cầu thủ này thì người ta kìm hãm lại thôi. Chứ còn thực ra là coi như là tất cả cầu thủ da màu hầu như là người ta rất là cá tính và người ta rất là nóng tính, thẳng tính. Ok em, nay view cao à, anh à, ok. Thôi nay mình xin chốt là hai vấn đề này nhá. Mình giao lưu với các bạn tầm 30 phút thôi. Mình xin chốt là hai vấn đề này này. Thực ra là có vấn đề thì nóng, mình viết lên đây mình giao lưu và mình thông báo với các bạn. Thì hôm nay là mình thông báo với các bạn là hôm đá với Thành phố Hồ Chí Minh về thì rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là coi như là tiền đạo trung vệ Epasi thế nào rồi. Thì mình xin trả lời này này, Epasi đã bị rách cái phần bên chỗ trán á. Cái vết rách thì nó hơi sâu, hơi to và chảy máu hơi nhiều. Chính vì thế mà ban huấn luyện đã quyết định thay anh ra. Mặc dù là Epasi mong muốn là được đá tiếp nhưng mà ban huấn luyện quyết định là thay anh ra. Và lúc đó là xe cứu thương chở đi bệnh viện luôn. Và sau đó thì khi mà về thì vết thương của Epasi đã được khâu hoàn chỉnh và chấn thương của Epasi thì không có gì phải lo lắng cả. Còn vấn đề thứ hai đó là vị trí tiền đạo của Thanh Hóa. Tiền đạo Greitanda của Thanh Hóa chơi 2 trận đấu cho Thanh Hóa gặp Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, chơi ở mức theo kiểu là tròn vai. Cũng có những cái tình huống đóng góp những cơ hội nguy hiểm cho Thanh Hóa, nhưng mà về cái vấn đề có lẽ là phong thủy thôi, không phải là về vấn đề chuyên môn, có lẽ là về vấn đề phong thủy. Cho nên là Thanh Hóa đã quyết định đổi tiền đạo Tanda, lấy tiền đạo Philippe Ncia của Đà Nẵng, người mà đã có sự chống đối với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Chính vì thế là hai câu lạc bộ đã có sự trao đổi cầu thủ cho nhau. Tanda thì về Đà Nẵng, còn Ncia là về Thanh Hóa. Chúng ta hy vọng rằng là cuộc kết duyên này thì sẽ có lợi cho cả bốn bên, Tanda, Ncia, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Vâng, mục tiêu của cuộc nói chuyện live stream của mình ngày hôm nay là như thế thôi. Thanh Hóa không có sân tập riêng cho nên là cái sân nó, cho nên cày quá nhiều cho nên là nó xấu. Thôi bây giờ mình xin chào tất cả mọi người ở đây nhá. Là mình xin tất cả chào tất cả mọi người ở đây. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình, các bạn đăng ký kênh của mình để tiếp tục có những cái video tiếp theo. Và mình sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn những hình ảnh mới nhất, đẹp nhất, đầy đủ nhất về tiền đạo Philippe Ncia. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng cập nhật những hình ảnh mới nhất của tiền đạo Philippe Ncia cho các bạn cùng xem trên kênh này. Còn bây giờ xin được chào tất cả mọi người nhé.